Chào mọi người ha. Hôm nay tôi chia sẻ cái chương trình lại hơi rùng tí xíu ha. Chương trình đó là lấy bằng CDL. Bên này chuyển cái phòng này nó nhỏ hơn. Phòng này nhỏ hơn. Hơi chật vật tí xíu rồi máy móc rồi bên này đó nó hơi hơi mới cho nên chưa có hơi lộn thộn tí xíu. Ok, như trước đây là cách đây mấy tháng tôi có lên đó là chương trình đó là có cái vấn đề là muốn Việt Nam mình biết về cái xe tải, tại vì thời điểm này hầu như rất ít người Việt Nam lấy xe tải, cho nên tôi chia sẻ là cái quy trình ra sao. Nhưng mà cái quy trình thực sự ra nó là một cái hành trình chứ không phải là quy trình, một hành trình qua rất là nhiều công đoạn. Ok, giá tiền thì người Mỹ đó người ta trả khoảng 500 đô la khi mà người ta biết lái rồi, hay là biết những cái hình thức gần giống như xe tải. Người ta chỉ cần 3 tiếng lái, trường lái chỉ có 3 tiếng thôi, người ta lấy 600 đô la và cho thi lái một lần. Đó là một cái gói rẻ tiền nhất 600 đô la. Nếu mà muốn tập thêm đó là cái giá là từ 120 đô la tới 150 đô la mỗi giờ nữa, tùy theo khả năng của mình. Nếu mà học nguyên khóa đó thì 4.000 tới 5.000 nếu mình không biết gì từ đầu. Có một anh trai từ California, đây là một cái muốn muốn cho Texas là một cái nơi mà sẽ có một cái trường lái của Việt Nam đào tạo những người tài xế xe tải để kiếm tiền. Thì xin lỗi, để chuyển lại cái một vài cái quy trình cho bà con coi cái cách thức đó là lấy bằng xe tải. Thì anh ta cũng qua đây cũng ước mộng rằng sẽ mở mở một cái trường dạy xe tải. Rồi tôi cũng rất là hớn hở, rất là vui mừng là mình đã có một cái người, một cái trường của Việt Nam, rồi sẽ có một cái công ty xe tải của Việt Nam. Như bên kia có rất là nhiều vài công ty xe tải chứ không nhiều. Thì đây là một cái khả năng rất là quý. Do Houston không có thì tôi mong mong ước rằng là Việt Nam sẽ có một cái công ty xe tải. Nhưng mà công ty vận tải thì phải có đào tạo tài xế Việt Nam. Trước đây thì thi xe tải rất dễ, có nhiều cái tiểu bang đó người ta lấy bằng lái rất dễ, giám thị chấm rất dễ, có nhiều cái đường lối để mà cho dễ lấy. Nhưng mà bị cái thời điểm này rất là khó, cho nên tôi mới cho đây là một cái hành trình lấy bằng xe tải chứ không phải là một cái quy trình đơn giản. Cái hành trình ra sao? Trước tiên tôi chia sẻ là cái xe, các loại xe tải là các loại nào. Đây là A. Mình thấy là khi có bằng A đó mình sẽ có tất cả lái xuống dưới trừ cái motorcycle thôi, thì có là một cái bằng khác có chữ M nữa. A mình được lái xe xe lớn, xe có đuôi gọi là 18 bánh, có cái thùng sau. Cái chi tiết thì không có thời gian để nói. Cái thùng sau này phải trên 10.000 pounds, cái xe tải này trên 26.000 pounds. Có những lúc kéo được cái thùng sau nữa, cái này một cái trailer sau nữa, hai cái trailer nữa, nối thêm cái đuôi nữa. Ok, xe tải 18 bánh, xe cấp nhỏ, xe tải thường, cái bằng B đó là xe tải nhỏ hơn là xe bus trường học, xe chở khách, xe này trên 26 người, xe tải vận hành công trình. Ok, nói chung nó nhỏ hơn cấp trên, gọi là xe bằng B. Bằng B, ok. Tại dính dính liền với nhau, đi thi xe tải thì xe tải lấy bằng B thì cái xe nó dính liền với cái thùng, hoặc là chiếc xe này người ta gỡ cái thùng ra, người ta gỡ cái trailer phía sau ra, thì có cái đuôi gọi là cái semi truck, nghĩa là cái xe có cái đầu thôi đó, thì sử dụng chiếc xe đó đó mình có thể đi thi lấy bằng B được. Ok, còn bằng C là xe thông dụng. Nói chung xe này là một cái công nghệ, một cái nghề để kiếm tiền. Cái nghề kiếm tiền mới ra nghề thì đâu đó khoảng kiếm đâu bao nhiêu,
cũng 3.000 đô la một tháng. Sau này lên lên 2 năm sau lên, thì khi mà xong lên là mình có được chiếc xe, một chiếc xe tải khoảng 50.000 đô la, 18 bánh, thì mình kiếm lương bằng lương kỹ sư. À, xin lỗi, để tôi check lại cái bằng lương kỹ sư. Ok, nếu mà có cái bằng thì cái bằng mình là cái bằng A, mọi người có cái dấu A bên này. Alright, ok, rồi. À, tại sao khó? À, khó ra sao? À, có thể là có nhiều người có khăn dễ. À, nhiều người sang ở Mỹ đi thi lái 10 năm lần không đậu, phải chuyển một cái loại khác, chuyển một hướng khác có thể đậu, nhưng mà đã đậu sẽ đậu, đã đậu. Tại vì đó, hầu như là thất vọng, như em Brand này rất là thích cái nghề xe tải, cho nên quyết bằng mọi tâm huyết phải đi lấy được, thì em Tra đã mới vô một cái trường đào tạo chánh quy. Còn nếu mà đi ở ngoài, cái từ ngữ cho nó vui là đi dạy lấy xe ở ngoài đó, thì đi những cái, có bất kỳ ai dạy xe thì cũng gặp cho mình xe tải, những người mà hướng dẫn xe tải chở dắt mình đi, thì người ta lấy giá rẻ đó, thì 600 đô la 3 tiếng đồng hồ cho mình thi một lần. Cái đó là một cái đó rất là dễ, nhưng mà khi mà tập lái trả tiền thêm. Em Tra này thất bại trong ở ngoài mới đi vô trong. Em Tra này là nói tiếng Mỹ sang ở Mỹ, nhưng mà ngược lại một em trai nữa nói tiếng Anh, người không biết nói mà thi đậu, dĩ nhiên đậu cũng phải 5 lần 7 lượt, ít 5 lần 7 lượt. Ok, thì cái giá tiền em trai đó trả đâu đó khoảng 3.000 đô la. Còn em trai thi mười mấy lần thì một lần đi thi lái đó 200 đô la, một lần thi lái 200 đô la. Cái gói đầu tiên đó người ta trả cho mình nằm trong cái gói là tùy theo cái gói 500, gói 1.000, gói 600, gói 1.000, gói 2.000, tùy theo cái giờ người ta cho. Thì mỗi cái gói nó có một lần thi, hai lần thi. Sau cái lần đó mình cứ trả một lần 200, một lần 200. Ok, trước tiên xin giới thiệu là mình có cái CDL là Commercial Driver License. Commercial Driver License là đây là ok, bằng lái xe thương mại. Ok, đại khái hiểu là vậy. Tôi không rành. Có cấp A và cấp B. Ok, cấp A là mình thấy rồi đó. Cấp A là chúa tể của các cấp, trừ những cái xe motorcycle thôi. Nếu mình muốn có motorcycle thì mình lấy học một cái khóa khác, lấy cái bằng này. B rất là dễ, không có kẹt cái đuôi, đi thi lái không có mang theo cái đuôi. B đi thi lái chỉ có một chiếc xe tải thôi, hay là một chiếc xe lớn này, cái đầu xe rồi có bánh sau, không có cần phải có cái thùng. Đó là không có đuôi xe. B thì cái giá tiền rất là rẻ, B thì có thể lấy 750 đô la. Lấy được cái bằng B. Nhưng mà cái quy trình đó là mình phải biết tiếng Anh. À, biết tiếng Anh không thì có cách học để mà học mánh, học mẹo để mà mình qua cái những cái cửa ải. Ok. À, thứ nhất thì dĩ nhiên phải qua cái learner license, là cái bằng viết, cái permit để mà được tập lái, để được lái với một người khác. Cái quy trình này thì phải học đâu đó khoảng 400 câu hỏi. Ok, đọc cuốn sách thì bảo đảm thi không đậu, phải có một những cái câu hỏi. Đến tí nữa tôi sẽ giới thiệu những cái câu hỏi đó, cái gói câu hỏi đó, ai muốn thì tôi hướng dẫn để vô trong đó để lấy. Nhưng mà dĩ nhiên phải trả tiền đi thi. Đó là special requirements, là những cái thứ này là có 12 câu, người ta cho mình ngồi không nhớ, ngoài 1 tiếng, 2 tiếng thoải mái. Nhưng mà cái này nếu biết thì trả lời chỉ có khoảng 20 phút là xong. Xin lỗi, cái giá tiền để lấy cái learner permit này là bao nhiêu? Đâu đó 50 đô la, không nhớ. Phải có thường trú nhân chứ không phải là có quốc tịch. Phải có thường trú nhân, không cần quốc tịch. Nhưng dĩ nhiên người ta sẽ điều tra mình trong lúc mà trước khi lấy bằng lái, người sẽ điều tra mình có phải là phạm tội, có phải là này nọ. Trong lúc mà mới đây cái hồ sơ chưa cập nhật đó, thì có thể người ta sẽ không cho mình người ta sẽ không có cho mình lấy bằng. Nhưng mà vấn đề trước tiên là lấy cái này phải có đưa cái giấy sức khỏe. Sức khỏe là không cao huyết áp, không bị đau nhức, không bị đau đầu, không bị đau lưng. Ok, mình nghĩ mình vận hành một chiếc xe này mà lỡ mà mình bị trở ngại cơ cái sức khỏe thì mình lao mình gây một cái tai nạn, dĩ nhiên là khủng khiếp.
Ok. Đi thi viết thì cái này xong. Cái này học một cái chương trong quyển sách của Texas rất là dễ. Tôi có cái chìa khóa để cho mọi người đi thi lái, đi đi vô đó. Tôi có chìa khóa này. Cái này không khó. Special requirement là ví dụ như là cái miếng có xe có bao nhiêu cái đèn màu gì, rồi những cái miếng dán chung quanh, rồi cái độ cao của xe là bao nhiêu, cái chiều dài của xe là bao nhiêu, xe được đưa 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 dư ra phần phía sau chiếc xe của là bao nhiêu feet, đại ca chỉ có 20 câu thôi. Cái general knowledge này, cái này là một cái cửa ải rất là chua chát, 50 câu, 50 câu về cái kiến thức tổng quát. Ví dụ như là lái xe đa phần là người ta đưa những cái trắc trở đó cho mình giải thích, trắc trở cho giải thích. Ví dụ như là lái xe mà bị bể đường ống, bể cái đường thắng phía phần phía sau lưng của cái phần đuôi xe, thắng nó không ăn thì làm sao mình nhận dạng được. Và nếu mình biết được cái triệu chứng bể là nhận dạng nó bằng cái hình thức nào, và nếu mà cái thắng của cái xe tải nó bị đứt, bị hư, đại khái đứt là không phải là dây, bây giờ không phải công nghệ dây nữa mà là thắng hơi, hoặc là thắng cái loại thắng nào đó chứ không phải là dây, ok, thì phải làm gì, rồi bị trật bánh phải làm sao, rồi bị cháy phải làm sao, rồi đây là kiến thức tổng quát. Kiến thức này được nằm trong một cái ổ ổ một cái gói học là khoảng 300 câu. 300 câu rồi mình đi thi lái, lúc đi thi đó mình sẽ gặp 10 câu mới nữa. Trong lúc 4 trong 50 câu này có 30 câu, xin lỗi, trong trong 50 câu này có 30 câu trong cái tủ của mình học, trong tủ gói học tủ, và 20 câu là có 10 câu mới, và 10 câu cái khả năng riêng của mình tự giải quyết. Ok, tự giải quyết. Ok, general, còn combination, combination nghĩa là cái xe này là xe tải thường, xe tải có cái đuôi sau gọi là cùng, combination là phụ, chung, chung là hai là combination, thì combination cũng cũng bao nhiêu câu hỏi chuyên môn là nếu nói về cùng là cái đứt đuôi, bể bánh, trở ngại, trục trặc, đó đó. Đại khái cái này trở lại cái bằng B, thì khi bằng B đó mình thi lái bằng B đó không có combination, thi lái bằng B đó, không có combination. Thi viết, xin lỗi, thi viết không có combination cũng được 20 câu. Nếu có khả năng thì mình ngồi trong đó khoảng 20 tới 30 phút là xong. Người ta cho giờ thoải mái là cái xe có cái đuôi sau, cái rồ moọc phía sau, ok, remote phía sau, ok. Air brake là một cái bài khác, một cái thi khác nữa, là nghĩ qua 1, 2, 3, 4 cái bài thi. Mình thi một bài mình đi về mới xong, mình thi tới cũng được, còn nếu có khả năng thì làm tiếp, ngồi tiếp, ngồi tiếp. Nhưng mà cái này là đã làm cho mình phải đảm phải trên 1 tiếng đồng hồ. Cái này thì phải nửa tiếng, mỗi thứ nửa tiếng. Cái này lẹ thì cũng phải nửa tiếng, thường thường tới 1 tiếng. Air brake là thắng hơi. Nếu mà mình xin cái bằng xe tải mà không có thắng hơi đó, mình xin cái bằng A thay xe tải không có thắng hơi thì mình không có được lái xe với thắng hơi, mình chỉ lái xe với một cái loại thắng cơ. Bằng cơ có thể là hiểu rằng có thể là bằng dây, tôi không 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 có rằng ok thắng hơi. Là những cái lực tống đưa ra, đưa hơi tới ra những cái phần của những cái bánh xe, rồi nó tống ra gặp cái những cái cây đẩy ra, rồi cái một cái lắc adjuster là cái đồ đó nó đẩy vô công thắng, rồi nó gặp cái chốt chữ S, rồi nó đẩy xuống, rồi nó bung cái, nó ép cái thắng ra dính trong cái phần đó, dính cái ép cái bố thắng nó dính trong cái thắng đó, gọi là sử dụng bằng điều khiển bằng thắng hơi, và vì một cái bộ phận phân phối hơi và xả hơi. Ok, đây là air brake cũng là một cái, nếu mà mình không có chọn cái này cũng được, mình không có chọn combination thì cũng được, lấy hai cái thôi thì mình có cái bằng B. Ok, cái kiến thức này thì nếu mà mình không có khả năng học 400 300 câu 400 câu đó, không có khả năng học 400 câu thì mình
có thể mình sẽ học học tủ, học mánh. Học tủ, học mánh thì rất là khó, cái đoạn đường rất là khó. Chắc vài tháng mới học xong. Còn nếu ai lanh lợi thì cái loại tủ của mình học cách nào đó mình để nhớ. Ok, thôi sẵn tôi chia sẻ cách như thế nào, ok. Alright, ok. Ok. Không biết, ok. À, cái này là cái bài tủ mọi người thường thường thi. Cái bài tủ này mọi người thường thường lên đó thi nháp để biết cái khả năng của mình. Ok, cho qua đây có. Đây là một cái bài, cái website này là cdlstudy.us. Người ta cho mình một số cái bài làm mẫu miễn phí. Có tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Coi thử coi. Bắt đầu test thử cái course này, cái mẫu này. Oh no no no, phải register rồi. Oh my god. Tại sao cho người mẫu, cho làm mẫu mà phải để mình hỏi lại tại sao phải làm mẫu ha. Đây là kiến thức tổng quát và cái air break và combination. Ok. Để tôi thử cái web này mình phải mua, cái này là $17. Cái đây là giá tiền hầu như là rẻ nhất, nhiều cái chỗ khác tới $25. Nếu mình mua chung ba cái thì có thể rẻ hơn. Or like this. Cái này người ta không biết, người ta không cho mình thử ở đây. Thử có. Ờ, có cái câu free test bên kia mà. Là phải log in, phải register. Coi được cái câu thi thử, ok. Ờ, có hạ giá nữa, tổng cộng lại là $37. Thì mình tổng cộng $37. Ai muốn thì nhờ tôi có cam kết hợp đồng thì tôi sẽ cho những bài tủ này qua giấy để cho mấy người về tự học. Xin lỗi cái này để hỏi thử tại sao không được vô. Ok, mình đây là những cái câu thi nháp là A B C D, ví dụ như hỏi là những chất độc hại là những chất gì. Đó là câu hỏi, câu trả lời là những cái xe chở đồ độc hại hay là bất kỳ những cái chất nào gây thương hại cho ra ngoài công chúng, đó là gọi thất hay là cái gì đó, kiếm câu trả lời. Thì mình trả lời được cái tủ đó thì mình sẽ đi thi được. Ok. Ok rồi, xong cái này thì cửa ải này xong thì mình mới có được cái bằng viết. Nếu mà mình thi mỗi cái này thi 3 lần. Ba nghĩa là đóng $50. Mình thi lần thứ hai đó, lần thứ ba mà mình rớt đó là tất cả một thứ đều rớt hết. Ví dụ như mình ok, ví dụ thi cái này rớt 3 lần thì tổng cộng cái này mình là phải đóng tiền, đó là $50. Nếu mà mình thi chỗ này 6 lần, 9 lần, 9 lần mình 9 lần thi xong qua cái phần air break này. Thi lần thứ ba rớt nghĩa là 12 lần mình rớt, mình sẽ đóng tiền làm lại tự động. Ok, cho nên mỗi thứ chỉ được 3 lần thôi, thi 3 lần. Ok. Rồi đừng có để vấn đề là thi xuống. Có khả năng thì ráng đi lên tới cái đây, thi lần thứ 12 rớt, bảo đảm mình đóng tiền lại, mình sẽ làm lại những cái gì đã qua rất là dễ. Thi rớt một cái tủ này, khi mà lần sau người ta cho 50 câu khác, trộn trong đó có 15 câu mới. 35 câu cũ, 15 câu mới. Đâu đó như vậy, hầu như vậy, chứ người ta không cho rõ ràng là cái bài test đó. Ok, không cho nguyên cái bài đó lại. Rồi cái này được thi 12 lần. Nhưng mà lỡ mà thi 4 lần, thứ này 3 lần mà rớt thì tất cả đều mất hết. Lên lần thứ 6 rớt bị mất hết. Lần thứ 9 rớt mất hết. Lần thứ 2 rớt mất, nhưng mà đáng. Thi lại đóng $50 bảo đảm. Mình đã đi tới cửa ải thứ 4 này rồi. Thi 12 lần, lần thứ 12 mình rớt, bảo đảm mình sẽ đậu lại những lần kia. Ok. Đây là cái thi lái, thì actual test, nghĩa là thì đây là những cái cọc một những vài cửa ải để qua trong lúc thi lái. Xin lỗi, để tôi coi màn hình phía sau có ai hỏi han gì không để tôi trả lời.
Alright, không hỏi. Ok. Cái này, cái pre-trip này, nếu mà mình thi, mình giải thích được đó, là mình trong có 2 tiếng đồng hồ. Cái em trai mà tao nó thi 10 năm lần rớt là tại vì cái cửa ải này là cái cửa ải mô tả những chức năng của xe, cái component của nó, rồi mình mô tả đúng, hợp lý, trong vòng giỏi, lẹ nhất là 30 phút mình đậu, người ta cho mình thi lái. Nếu mà mình thi, giải thích cái này cho tới hơn 1 tiếng đồng hồ, thì cái phần còn lại chỉ có tổng cộng 2 tiếng. Hầu như là ít có người thi một lần mà xong hết cái này. Nếu mà mình được thi cái này mình cho tới 2 tiếng đồng hồ xong thì mình cũng đậu, cho nên từ từ thi lại lần hai, chấp nhận tốn một lần nữa đi thi trả tiền lại, đừng có vội. Nếu mà mình giải thích được cái này 1 tiếng thì còn 1 tiếng đồng hồ mình có thể làm. Hầu như là không đủ, thế nên là không đủ, tại vì đến bây giờ không đủ. Cái pre-trip là mô tả những cái phần trong xe, phải nói ra những gì mình thấy. Ví dụ như là cái thắng nó có cái đĩa, nó có cái bố, và nó có cái mâm thắng đĩa mới không. Cái mâm là cái phần ngoài thắng đó mọi người, cái râm giống cái mâm. Rồi cái S-cam để mà nó đẩy cái thắng. Rồi cái hơi đó nó vô trong một cái ổ, một cái bình đó, nó tống ra cái gì đó để đó cái thắng. Hay là cái trục quay hay là cái trục nhúng, ba cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái xe đó thì nó quay tua, thì cái đó phần công việc kỹ nghệ về sửa chữa máy móc. Có nhiều người học xong xe tải biết tất cả các món đồ trong xe, và đi xe tải không hợp, lái xe tải rồi không hợp, chuyển thành cái nghề sửa xe, tại vì anh đã rành trong những cái này một vài phần ở ngoài. Khi mà anh hứng thú, anh đi luôn là một cái qua một cái lớp huấn luyện, đi học một cái lớp sửa xe. Anh là người bây giờ là người sửa xe, cũng có một vài trường hợp đó nữa. Anh lái xe tải không hợp. Rồi lái xe tải một năm có khoảng 50.000 đô la, nếu mà xe tải A. Nếu mà xe tải B này thì thường tiền này giỏi rồi đó thì khoảng 35-40.000 đô la mỗi năm. Nếu mình có xe thì mình là hợp đồng làm chủ thì tăng thêm tiền gấp đôi, nhưng mà mình phải bảo trì chiếc xe, coi ngó xe, những cái vụ lợi từ chiếc xe đem ra tăng gấp đôi lần. Ok. Rồi trở lại, cái này là cái khó nhất. Hầu như cái khó nhất cái em trai nói là rớt mười mấy lần bỏ. Nhưng mà khi mà em trai bỏ đó, em trai vô một cái trường chánh quy. Một cái trường chánh quy thì anh được quảng cáo bởi những cái công ty xe tải. Người ta trả tiền cho mình học, người ta phỏng vấn mình có khả năng để mà qua một cái sự phỏng vấn, người ta biết mình có khả năng đi học. Người ta trả tiền cho mình một cái trường lái đó 7.000 đô la, trả cho mình đi học. Mình sẽ làm cho công ty đó từ 2-3 năm khi mà mình lấy cái bằng xe tải. Thì trong trường hợp học cái khóa thường là phải 2 tháng mới xong. Học 2 tháng mới xong. Một ngày bao nhiêu giờ không biết. Tôi không phải qua cái đường chánh quy cho nên tôi không có biết. Nhưng mà cái mô tả này thì khi học trường chánh quy thì đi ra mô tả những cái chức năng bộ phận của xe thì rất là lẹ. Chỉ đâu nói đó. Rất là lẹ thì cái điểm này anh qua được. Không phải là 15 lần mà đi ở ngoài bị thất bại. Ok, có những cái đoạn phim YouTube người ta hướng dẫn cho mình, nhưng mà theo cái hướng dẫn của người ta đó mình học thuộc lòng đó, mình không biết cái gì, đôi khi mình sơ ý mình nói lộn đồ là cũng không được. Ví dụ như cái dàn nhúng, cái cây nhúng mà mình nói là cái miếng nhúng không có được. Cái cây nhúng là cái ống nhúng khác với cái miếng nhúng. Miếng nhúng là cái đĩa, ba cái đĩa nó chồng lên nhau, nó giống cái đồ đàn hồi, nhưng mà còn cái ống nhúng là cái cây đi xuống, cho nên nói lộn sẽ bị rớt. Nói dở thì được, đúng nó, mà nói dở thì được, nhưng mà nói lộn sẽ bị rớt. Ok. Mình không thể nói là control arm. Cái control arm là cái upper control arm, lower control arm, mà mình nói là cái control, cái tay điều khiển, cái cục điều khiển. Mình không thể nói rằng là cái cục trên và cục dưới, mình chỉ cục trên, mà mình nói đây là cái cục dưới. Under control arm, upper control arm là cái đó là mình sẽ bị rớt. Ok, không thể nào mà dở đến mức độ đó, nhưng mà mình nói dở là mình nó có thể mình nó control arm là up up
mình chỉ là mình up up là on control, down down, nó như vậy sẽ đậu. Xin lỗi có điện thoại thì ok rồi, không phải là nói giỏi mà đậu, nói giỏi mà nói sai là rớt, còn nói dở mà đậu như em trai không biết tiếng Anh đậu, bây giờ em trai rất là phấn khởi, một đi làm sau một năm sau, sau một năm sau mới đầu tiên rất là khó, đi khó, tại vì khi lấy bằng xe tải rồi đi lái với người chung, người ta lái chung hai tài thì người ta không cho anh lùi, người ta chỉ cho lái thẳng thôi, để mà khi mà lùi đó tới nơi nhận hàng mà tới nơi thả hàng đó, hay là đậu xe trong một cái bãi đó mà nghỉ ngơi đó, 4 tiếng nghỉ một lần đó, thì lại người khác, người tài xế giỏi lùi cho anh, người ta không cho tài xế mới lùi, tại vì người tài xế mới lùi không có lùi nổi. Thì anh may mắn rằng anh nản rồi, anh tính rất là khó chịu, đi toàn là không, đi thẳng không, lương rất là ít, đâu đó hình như là 18-20 đô la mỗi giờ. Anh hên là anh gặp một cái chị kia làm chủ xe tải, nhưng mà chị đàn bà đã không biết lái, nhưng mà làm chủ xe tải rồi có hàng phân phối luôn, cho nên chị cũng điên đầu với những người đôi khi người thợ, đôi khi người hàng người ta nhậu nhẹt, đôi khi người ta đi trễ rồi bị hàng bị trễ, bị rắc rối. Cho nên anh gặp chị này, khi mà đi giao đồ cũng có chị, rồi chị hướng dẫn chị anh cách lùi, khi mà lùi đó thì có người đứng mà sau gõ gõ đấm cái thùng, đưa những tín hiệu dừng lại, cua phải cua trái. Thì anh lái một trong vòng một tháng trời, anh là người tài xế như những người tài xế 5 năm, và bây giờ lương của anh bây giờ thì 8.000 một tuần, nhưng mà anh không muốn lấy 8.000, anh lấy 6.000 thôi, tại vì anh nghĩ cần một tuần để nghỉ ngơi, anh nói cần một tuần để nghỉ ngơi chứ không muốn kiếm tiền nữa. Ở đó là một cái quá trình của những người không biết tiếng Anh, cũng gặp một cái cơ may. Nếu mà không gặp cơ may thì đi theo phụ tài phụ đó thì phải mất 2 năm tới 3 năm mới có một cái khả năng lương 2.000 đồng mỗi tuần. Thường thường người ta tính cho mình là 40 đô la mỗi 40 cent một mai, 40 cent một mai mình chạy. Còn nếu tài xế phụ thì người ta tính giờ, tại vì người tài xế phụ lùi xe không có được. Ok, trở lại, cái này là một cái cửa ải rất là khó. Đem chiếc xe tới sở giao thông, mình chỉ cho giám thị, mình nói đây là ví dụ, đây là những bộ phận của xe, mình nói cái này là cái gì, nó được gắn lên đây rồi nó an toàn, rồi cái cọng dây gắn vô nó được an toàn, rồi nó không có bị hư, không bị bể. Nhưng mà mình nói cái cọng dây điện mà nói nó bị xì hơi là cái đó là mình sẽ bị rớt, tại vì cái ống hơi á nó mới bể, nó mới lít, nó mới bể. Còn cọng dây điện thì mình nói mình bể, nhưng mà không thể nói là nó bị lít. Lít là sao? Nó xì hơi. Lít là xì hơi. Mà nói hai cọng dây, một cọng dây điện và cọng dây hơi, mà chỉ có cọng dây điện mà nói cọng dây điện là mình nói là nó bể, nhưng mà nó xì là không được. Cọng dây điện đâu có xì. Đó là những cái mánh để mà mình tránh rớt. Ok. Nói là người ta biết mình thuộc lòng, không hiểu gì hết, chỉ nói theo cái thuộc lòng thôi. Cho nên một vài cái mánh đừng có để nằm trong cái thế đó. Nói dở thì đậu, đừng có lo. Học thuộc lòng nói dở, nhưng phải biết những chỉ những món đồ đã nói, A là A, B là B. Xong cái này là đâu đó khoảng phải 1 tiếng đồng hồ, phải đem xe lại quay lại một lần nữa. Thì cái gói tập lái cho người ta, hay là gói mướn thi lái đó, người ta cho mình một gói một lần thôi. Cho nên không có ai mà, ít có ai nào mà là trong vòng nửa tiếng xong cái này, còn 1 tiếng rưỡi mình đi thi lấy hai cái phần này được. Cái người đó là phải là người tài xế trước đây, còn người học lái có thể là chắc chắn là sẽ không lấy nổi, không có đem một chiếc xe ra mà mướn một chiếc xe đi thi lái 350 đô la. Còn nếu mà mình là học gói của người ta thì thi lại người ta lấy 200 đô la, mỗi lần đi thi lấy 200 đô la, đi chung với người ta, đi chung với những tài khác. Ok, rồi xong cái này, cái đây là một cái cửa ải, chỉ món đồ để, chỉ món những cái component của chức năng của xe, thắng, nhúng, ống hơi, dòng quay, cái cục phát điện. Đã có rồi một vài cái chánh đó. Mình chỉ cái trailer, cái phần mà cái phần hút, cái phần gọi là cắp liên lại, cái phần cái nối, cái xe tải nó nối chung với cái thùng sau, cái trailer đó. Cái chức năng là cái xe tải này nó có cái, nó nối với cái thùng xe tải, giải thích cái vấn đề nối ra sao. Rồi, ok. Tiếp theo. Cái này người ta cho mình 30 phút lùi xe, phải lùi xe thẳng. Đậu xe và parallel parking. Cái này tôi ghi dư trong một 30 phút.
Để tôi chia sẻ mấy cái hình thức. Ok. Hồi nãy có cái YouTube mở lên coi. Đây là cái cách gì đây? Đây là một cái thức, thành thức là chiếc xe này lùi. Nó đang thẳng hướng cái phần này. Đưa qua bên này đi, vô đây. Đây là chỉ bánh. Nhưng mà nếu mình học mánh á, lỡ mình bị trật ruột đó, mình đi ra làm lại không có được. Cho nên phải biết cái kỹ năng làm mánh, nhưng phải biết kỹ năng lỡ mình trục trặc trở ngại. Chiếc xe nó vừa khuôn trong cái khung này. Cái đây gọi là, cái là offset parking. Offset parking on the right. Nếu chiếc xe đậu bên này, qua bên trái là offset parking to the left. Bên trái. Đây. Cách đi vô đây. Những người tập lái để mà mượn cho mình mượn xe để đi thi đó, thì người ta chỉ tập mánh chứ không có tập cái kỹ năng. Tại vì tập kỹ năng rất là khó, rất là tốn tiền, rất là tốn giờ. Cho nên mình không phải là một cái người trả từ con số 0 đi lên. Cho nên người ta chỉ tập mánh cho mình thi để mà đậu thôi. Nếu mà những người lái xe có cái thùng sau rồi thì dễ mà có thể biết được. Trong phạm vi 2 tiếng đồng hồ mình phải làm xong ba cái thể loại này. Đây là lùi bên phải, lùi rồi cho xe qua bên phải. Đi thi lái đụng những cái cây này là xe bị rớt. Người ta sẽ cho mình, người ta cho mình đi xuống xe 2 lần, chạy lên, lùi lại 2 lần. Nếu trường hợp này thì sao? Trường hợp này thì sao? Để coi thử. Đây gọi là lặp lại, đây là offset parking to the right. Đây là cách hướng dẫn sửa, có thể là cách hướng dẫn sửa lại phải chạy ra. Người ta chỉ cho mình chạy ra lên 2 lần thôi, nhào lên, chạy lên sửa lại 2 lần thôi và được bước ra khỏi xe 2 lần. Có bằng lái của tiểu bang, một tiểu bang mình đăng ký thì mình được lái nhiều tiểu bang. Có những bằng lái trong phạm vi tiểu bang thì mình nó có một những cái giới hạn dễ dãi hơn. Còn nếu mà mình thi lái cái bằng lái của mình của liên bang thì mình đi tất cả, cái bằng của mình có giá trị tất cả. Đây, nói chung đây là cái cách để mà cách mà để lùi back, gọi là offset parking. Anh đây là anh hướng dẫn cho mình cái cách để mà đậu như vậy, đụng những cái cây này rớt đại khái như vậy ha. Ok. Nếu cái khác nữa là tôi có phải là cái này là parallel parking. Đây là đậu xe bên tay. Xin lỗi, cho nó qua cái phòng quảng cáo ấy, mọi người. Current audio volume down. Volume down. Đây là cái cách lùi parallel đậu bên tay phải. Mình sẽ biết cách hai bên, một bên phải. Đây là lùi bên phần tài xế. Lùi đậu xe parallel parking lùi trong một cái hộc. Bên lùi đậu bên phần tài xế mọi người ha. Mình phải giỏi hai bên, tại vì xuống đó mình bốc thăm. Mình sẽ người ta cho mình bóc trúng bên phải thì mình đậu bên phải, bóc trúng bên trái đậu bên trái. Đây là cái cách thức để mà đưa chiếc xe dài vô trong cái ô này. Trường lái cũng chỉ mánh mình này, chỉ mánh cách này. Cái vấn đề là lỡ mình bị rớt cái này đó, mình sẽ bị đi thi lại thì phải tốn tiền thi lại, hoặc là một cái khó khăn nào đó để được thi lại, phải dĩ nhiên phải tốn cái chi phí. Ok, hơi ồn cho đi. Để tôi coi thử cái màn hình có bị còn đó hay không nha mọi người.
Đây chỉ có khúc này thôi. Đem chiếc xe của mình lọt trong cái ô này. À, hình như đây là một cái bài tập của một cái trường lái nào đó. Ok. Đó, đem cái xe tải vô cái ô đó, đại khái gọi là parallel parking, đậu vô trong cái hộc, trong cái ô. Mình lựa bốc thăm đậu bên bốc thăm. Có bên này cái bốc thăm đó cho mình bên nào thì mình phải đậu bên đó, phải biết hai bên phải và trái. Cũng như hồi nãy mình phải biết đậu là offset parking là phải trái, mình cũng phải được phải bốc thăm. Ok. Ok, nói chung tài xế cái thi lái không khó. Thi lái không khó, nhưng mà cái khó là những cái chia sẻ vừa rồi. Mình đang nói tới cái chỗ là mình đang đậu lùi, đang lùi xe, mình phải có lùi thẳng nữa. Có lùi thẳng thì dễ rồi. Vừa rồi hướng dẫn là cách đậu parallel là song song. Ok. The offset parking nữa. Ok, cái tên là offset parking thì dĩ nhiên cái này không có rồi. Tổng thời gian người ta cho mình là 30 phút phải làm xong những cái này. Cộng với cái dự giải thích này thích nọ, nó đúng ra chỉ không có tới, chỉ có khoảng đâu đó 15 phút thôi. Nhưng mà người ta giải thích cho mình biết là cái này làm gì, cái kia làm nọ, rồi giám thị xuống người ta dựng cái cây lên cho mình. Thì khi cái đậu cái này xong đó, mình còn dư một tiếng đồng hồ đó, người ta mới qua cho mình qua cái đoạn là thi lái. Thì thi lái trong phạm vi thi lái là lái xe ra ngoài đường. Ok. Lái xe ra ngoài đường, có thể là mình còn một tiếng thì người ta cho thi khoảng 45 phút, còn 15 phút vô làm giấy tờ. Nếu mà cái offset parking này mình làm trong phải tôi không hiểu rõ, nhưng mà đại khái là phải có dư cái giờ để mà người cho mình ra ngoài đường. Thì cái này người ta cho mình nửa tiếng. Thi lái thì một cái đoạn cuối nữa là thi lái xe ra ngoài đường từ 30 tới 40 với 60 phút. Ok. Nếu mà mình đậu tới đây thì mình được hai công đoạn. Nếu mình đậu hai phần này là công đoạn nhất là chỉ và giải thích những cái món đồ trong xe, chức năng của cơ cấu của cơ cấu chánh của xe. Và cái thứ hai là cái thứ hai là đậu, mình đậu xong cái phần những cái đậu này là xong, lần khác mình đi xuống mình thi lái. Đây là những có thể là cái này mình thi trong một lần được, nhưng mà lỡ mình đậu cái này xong mình xuống đây mình thi luôn, mình rớt cái điểm cuối thì mình vẫn được, lần sau tới mình chỉ thi cái phần road test thôi, ra ngoài đường thôi, là road test là lái xe ra đường rồi. Ok, là hiểu rồi. Cho nên coi lại thì hình như đó là một cái hành trình chứ không phải là một cái khó ngắn như là lái xe bình thường. Người tài xế rồi thì cái cửa ải của người tài xế không biết tiếng Anh thì qua cái cửa ải bằng viết này. Ok. Học những cái bài thi đó. Nếu mình dễ quá không có khả năng thì mình học lấy bằng B. Ai không có khả năng lùi xe thì mình lấy bằng B. Ok. Ai không có khả năng lùi xe nhiều nãy đó. Xin lỗi, để mình lấy. Ok, cho cái. Thì đi qua cái bằng B là dễ hơn. Ok. Rồi, không có khả năng lùi chiếc xe vô trong ô đó nên đi lấy bằng B. Cái giá tiền thì đâu đó khoảng một nửa hay là 3/4 so với cái số tiền của mấy người bằng A làm nghề xe tải. Thi xe tải không khó. Xin lỗi, lấy cái lịch trình bây giờ, thời điểm này lấy lịch trình xe tải không khó, tại vì người ta khuyến khích mình, ta khuyến khích công nghệ xe tải phát triển, cho nên người ta không có khó khăn. Thi xe tải có thể thi mỗi ngày, bữa nay mình rớt, ngày mai mình thi lại, bữa nay rớt, ngày mốt đi thi lại. Quên cũng chia sẻ lại, thi xe tải bao nhiêu tiền. Cái giá tiền trả cho những cái này là $90 cho nhiều lần. Nếu mà mình thi lái cái này, người ta cho được 3 lần. Mô tả chức năng, cái từ này gọi là kiểm tra xe trước, kiểm pre-trip là trước cái hành trình mình đó, mình phải kiểm tra xe, thì mình phải chứng minh mình có khả năng nhìn nhận những cái món đồ đó, thì
thi cái này 3 lần rớt thì không có đi theo tiếp được. Nếu lần thứ 3 mình đậu qua cửa I2, đậu xe, lùi xe và đậu parallel. À, đậu nhích từ bên này mình nhích qua bên kia, đậu bên phải, đậu bên trái đó là offset parking, rồi lùi thẳng và đây. Thì hai cái công đoạn này xong. Mà lần thứ 3 lỡ mà đi thi lần thứ 3 mà mình đậu mình parallel. Parallel lần thứ 3 là cái loại này đó, mình đậu mình rớt đó. Xin lỗi, loại này mình rớt đó. Đậu này mà rớt 3 lần đó thì coi như mình bị mất tất cả. À, không có cơ hội ra ngoài đường thì phải đóng tiền lại là $90 để thi lại. À, có nhiều người trải nghiệm rớt này rớt kia rớt nọ rồi tổng cộng là 9 lần thì có thể lấy cái bằng, có đó là cái bằng xứng đáng, đó là cái bằng xứng đáng ha. Ok, nếu mà thi 3 lần, lần thứ 9 mình đậu trong cái giai đoạn cuối này ra ngoài đường là thi 3 lần, cái lần này mình thi 3 lần mà đậu đó thì mình là một người đã đi tới đỉnh. Cái hành trình của mình đã tới điểm. Nếu mà lần thứ 3 mà rớt á, là nghĩa là 1, 3, 9 lần, $90 9 lần hầu như là chắc. Nếu tính chia lẻ ra là mỗi lần thi lái $10. Mỗi lần thi lái $10. Nhưng mà mình lại cũng đừng hiểu lầm là nếu mà mình thi trong vòng 3 lần, cái này mà thi 3 lần rớt thì nó sẽ tất cả đều rớt. Ok, chung là trả $140 sẽ lấy được cái bằng lái nếu mà mình đi suôn sẻo. Cái bằng lái chính phủ lấy không mắc chi phí giấy tờ. Không mắc, cái vấn đề là tập lái, mượn xe, đi thi rớt cho lần thứ 9 cũng đáng. Một lần thi lái rớt thì cái gói tập lái có thể là người ta tập cho mình một lần. Hay là cái gói, có nhiều cái gói 3 lần, có nhiều cái gói tập lái 5 lần. Có thể là người ta cho mình thi 5 lần nếu mà cái giá tiền nó bảo đảm phải $5,000. Cái giá tiền nó $5,000. Cho nên lấy xe tải, cái giá tiền ít nhất mấy người lấy là phải $1,000 là cái phần mà lái xe này, cái phần mà thi lái, chuẩn bị thi lái. Cái phần trên này thì nhờ ai đó làm cho mình. Thì ví dụ nhờ tôi làm, thì cái này là mấy quý vị phải trả khoảng $500. Hướng dẫn cho chìa khóa, giải thích, dịch bài, dịch khoảng 1/4 số bài. Tại vì 500 câu không thể nào nói dịch nổi. Cái đó là một cái hành trình khác là nếu mà tôi đi theo cái đường này thì đó là một cái hành trình là tôi sẽ là dịch hết tất cả 500 câu. Ok rồi, cái phần mà pre-trip là mô tả chức năng diễn tả này, mọi người phải biết thực tập đứng nói nháp, đi ra chiếc xe đó đứng chỉ đó tập nói một mình và sẽ được có người hướng dẫn. Thì qua cửa ở này là mấy người đậu rồi. Cái tài xế Việt Nam không có sợ đậu xe, không có chạy ra ngoài đường. Tài xế không sợ đó. Mà tài xế chỉ sợ là cái bằng viết lấy xong. Bằng viết lấy xong 6 tháng, xin lỗi, cái gia hạn này 6 tháng. Tới cái ngày 6 tháng. Cái gia hạn lại không biết, tôi không biết, có thể là để tôi hỏi lại, có thể gia hạn này. Thường thường bằng viết của xe nhỏ được phép gia hạn thì bằng viết của xe tải này cũng được phép gia hạn. Nhưng mà bằng viết của xe nhỏ bây giờ người ta cho 5 tới 7 năm nếu là người di dân. Mà không hiểu sao tại sao cái bằng lái xe tải này người ta chỉ có cho 6 tháng thôi. Có thể sẽ được gia hạn lại. Ok, mình sẽ qua cái cửa lại là kiến thức đầu óc. Đây là một cái vừa đầu óc vừa biết cách nói. Retrieve là kiểm tra xe, cái này là phải biết cách nói trong vòng 2 tiếng đồng hồ mình phải diễn tả mô hình đó, mình phải nói cho nó xong. Ok. Cái trục quay này nọ, cái trục quay rồi cái một cái drag link rồi một cái gearbox để khái vậy đó. Nếu có không có khả năng thì nó trong vòng 2 tiếng phải xong. Còn nếu có khả năng thì 1 tiếng. Hầu hết không ai làm cái này mà trong vòng nửa tiếng. Hầu hết không ai làm trong vòng nửa tiếng. Có thể là người Mỹ người ta làm giải quyết cái này trong vòng nửa tiếng. Nhưng mà đại khái có nhiều người Mỹ cũng bị trật dù quên món đồ. Ví dụ như người ta nói là anh diễn tả cho biết tất cả các đèn xe. Đèn của xe thì mình chưa, cái đèn trên ba cái nó màu gì, nó sao, cái đèn dưới hai bên, rồi đi vòng vòng có những cái đèn chung quanh, cái gì nữa, mình quên hai cái đèn ở dưới cái xe tải, nó có hai cái đèn ở dưới là khi mà nó nứt cái thùng ra đó,
thì cái xe tải này nó bước cái thùng ra thì nó lại hai cái đèn này, cái đèn thắng và cái đèn xi nhan và cái đèn lùi nằm ở dưới đây thì mình không thấy, mình sẽ bị rớt, quên đèn nằm. Khi mình mô tả diễn tả thì mình phải đứng ở ngoài chỉ vô, hoặc là có người ta không cần mình chui vô, nhưng mà mình chui mình quỳ gối mình chỉ đó là một cái lý tưởng. Còn đứng ở ngoài lấy cái cây chỉ vô đó, đèn đó nói vậy thì được, nhưng mà đa phần thỉnh thoảng mình không nhớ mình sẽ quên cái đèn ở dưới cái này, tại vì nó nằm ở dưới cái khi mà diễn tả chung quanh thì là hai những cái đèn đó mình lại quên, mình không thấy, nằm ở dưới đó, nằm dính trong cái bộ phận xe tải, tại vì cái thùng nó chụp lên không thấy đó. Mình sẽ bảo đảm rớt vì cái mô tả về những cái đèn xe đại khái. Ok, rồi những cái dễ nó, ví dụ cái đèn xe phía trước mình quên cái đèn xe, tại vì mình xe bây giờ xe nhỏ, mình lấy quý vị lái xe tự động, xe bây giờ tối tự động nó sáng, ban ngày tự động nó tắt, trời mù thì tự động nó mở cái đèn lâu lên. Thì chưa mình hầu hết có những cái xe đời mới, bị xe hơi, xe bốn bánh, tài xế không có đụng tới cái đèn. Khi mà mình không đụng tới cái đèn thì khi diễn đi mô tả cái xe tải này đó, mình quên cái đèn xe, mình quên mô tả cái đèn xe, thế là cũng bị rớt. Mà xe, nó lộn cái màu xe đèn cũng bị rớt. Cái đèn đó nó phải là chỉ có màu vàng với màu đỏ thôi, mà cái màu đỏ mà mình nó màu vàng thì mình sẽ bị rớt. Ok, rồi đi thi xe trần thì đi thi xe tải rất là dễ, người ta xe không có đèn xi nhan ở trên mình vẫn thi được. Đôi khi những cái xe này nó bị bể cái đèn xi nhan, nó đi qua mấy cái cây nó cán bể rồi thì không có cái đèn, mình phải nói có cái đèn, rồi mình phải nói làm sao để cho người ta biết là tại sao nó không có cái đèn là mình đậu, chứ không phải là không có cái đèn ở trên này nó bị xe cán bể rồi mình cho nó qua, mình quý vị sẽ bị rớt. Ok rồi, nói chung muốn đổi cái công nghệ, đây là một cái hành trình, một cái công nghệ, một cái chuyển nghề, cho nên mình muốn qua cái này là qua một cái cửa ải. Theo những người dễ dãi thì có thể là mất yếu $2,000, nếu khó khăn thì phải từ $5,000 to $6,000, phải thử thách. Quý vị đi qua từng công đoạn một bằng viết và đi diễn tả chức năng của xe, nếu mà đi tới hai đoạn đó thì phải mất $1,500. Lái xe không khó, lái xe rất là dễ, thi lái rất dễ, nhưng mà thi những cái lý thuyết, thi những cái chức năng mô tả rất là khó. Ok rồi, chia sẻ vậy cho nên phải biết tiếng Anh sơ sơ, không biết thì mình học mánh, phải biết cách học mánh để mà đậu. Biết cách học mánh thì mình biết thì đôi khi ai là người nhận dạng những cái điểm yếu của mình, những điểm sai của mình để cho mình qua những cái cửa ải học mánh, thì cái đó là mấy người cần phải có người hướng dẫn mọi người làm nháp, hướng dẫn mọi người làm nháp. Để mà qua cửa ải, mình đi thi cái đường, học cái đường chánh quy, có những cái trường SCC, đường đại học, người ta có cái bộ phận dạy xe tải, người ta cấp bằng cho mình luôn, mình thi trong trường, những cái trường lớn, trường là chính quy quy mô, người ta thi cả trường, nhưng mà mình phải, quý vị phải trả từ $5,000 to $7,000, mình phải đặt cọc từng phần, khi mà nửa đường mình bị đại khái gọi từ gãy gánh, quý vị sẽ mất nửa tiền. Còn nếu đi vòng ngoài thì đi phần này đi phần kia, đi nhờ người này hướng dẫn cho mình, nhờ ông Thanh hướng dẫn ở kia, nhờ ông này ông nọ, thì quý vị sẽ mất khoảng thử thách phải mất từ 250 cho tới $750 thử thách từng công đoạn để biết mình có khả năng. Rồi cái người hướng dẫn cho mình ra sao, nói chung phải kiếm cái người hướng dẫn cho mình, chỉnh đốn cho mình để mà đi đạt tới cái điểm mà mình muốn. Có nhiều người yêu nghề, thích nghề, rồi đang làm nghề ở Việt Nam, ở châu nước khác, qua đây vì cái ngôn ngữ không, người ta kiếm được 6,000, mình đi làm chợ có 1,500, người ta kiếm 4,500, mình cũng kiếm được 1,500. Cái đó là có vẻ là nên thử thách để mình cơ bước qua nổi không, để đổi lại cái công nghệ, cái nghề mà mình
mình đã có cái chu mông mình để có lột một cái lớp áo để đổi một cái đời sống, là phải bỏ qua bao nhiêu cái công trình, bỏ qua cái hành trình. Ok, rồi chia sẻ mọi người bằng xe tải hôm nay. Nếu ai muốn thì có thể liên lạc với tôi là qua số điện thoại là 346-800-1000. Liên lạc với tôi là qua số điện thoại 346-800-1000. Tôi chỉ hướng dẫn đường đi chứ tôi chưa có thực thụ đi. Tôi hướng dẫn đường đi cho mọi người chứ tôi chưa có phải là thực thụ để mà một người dạy lái. Tại vì dạy lái thì phải có hai chiếc xe và phải có một cái bãi đậu để cho mấy người tập lùi. Thì cái đó là một cái cửa ải rất là lớn lao đối với tôi bây giờ. Nhưng mà tôi có cách giúp cho mọi người qua những cái phần khó nhất. Và cái phần điều khiển xe tải, có thể là quý vị chỉ trả khoảng 500 đô la nữa thì có thể là mướn xe, hoặc là quý vị mướn xe, mình sẽ bước qua cái giai đoạn 500 đô la, đó là giai đoạn cuối cùng thực hành ứng dụng thực dụng điều khiển chiếc xe trên chiếc xe, đó là giai đoạn cuối. Qua những cái cửa ải đầu tiên bằng viết mô tả chức năng của xe, bộ phận chức năng của xe, cái đó là rất là khó. Rồi chia sẻ mọi người tự tin để trở lại cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình không làm được, phải thử thách. Ok rồi, chào mọi người, đây là cũng cái đoạn phim quay lại hồi nãy giờ.